Hồ Văn Cường nói rõ lý do từ chối bà Hằng và bầu Thụy hé lộ tình cảnh sau khi ra khỏi nhà của Phi Nhung. Hồ Văn Cường vẫn luôn là nhân vật gây chú ý trong nhiều tháng qua sau ồn ào với mẹ nuôi Phi Nhung và công ty quản lý. Nhiều người tò mò là hiện tại gia đình nam ca sĩ đang sống như thế nào. Gần đây, quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016 có màn xuất hiện trở lại trên sân khấu với diện mạo khác lạ. Điều đó đã làm dấy lên nghi vấn cậu đã gia nhập một công ty giải trí mới và không để khán giả phải tò mò quá lâu, vừa qua một CEO công ty giải trí đã tiết lộ với báo chí về chuyện này. Người đàn ông cho biết đang là đơn vị quản lý hình ảnh của Hồ Văn Cường, được biết là sau khi rời khỏi nhà Phi Nhung, không một ai liên lạc được với giọng ca nhí này. Cậu khóa máy, các trang mạng xã hội cũng được bàn giao lại cho công ty cũ. Trong công ty giải trí này có một người vốn chơi thân với Hồ Văn Cường, cũng chính vì nhờ người đó mà công ty đã liên lạc được với nam ca sĩ và ngỏ ý hỗ trợ. Trải qua nhiều việc, Hồ Văn Cường ốm đi rất nhiều, cậu ấy cũng khá sốc tâm lý vì phải đối diện với nhiều luồng dư luận. Tôi nghĩ hiện tại Cường đã có nhiều suy nghĩ khác hơn trước rất nhiều. Cường đã bước qua tuổi 18 và đủ nhận thức để quyết định mọi thứ, CEO này nói. Chia sẻ thêm về con nuôi của Phi Nhung, CEO cho biết là Hồ Văn Cường cũng từng nhận được nhiều lời mời gọi, ngỏ ý hỗ trợ phát triển sự nghiệp và kinh tế. Trong đó có thể kể đến như bà Nguyễn Phương Hằng, Bầu Thị hay ca sĩ Ngọc Sơn, vân vân. Tuy nhiên Hồ Văn Cường đã quyết định từ chối tất cả. Người đại diện nói rõ lý do. Gia đình Cường không cần một cuộc sống quá giàu sang vật chất. Cường đã 18 tuổi nên có chính kiến cái nhìn riêng và có khoản tiền tiết kiệm để lo chi phí học tập sinh hoạt. Mọi thứ đều do Cường quyết định chứ không ai có thể ép buộc. Bật mí về cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường, đại diện cho biết là gia đình cậu vẫn đang ở nhà thuê, nằm tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Song song với hoạt động nghệ thuật, con nuôi Phi Nhung hiện còn là sinh viên của một trường đại học. Vì bố mẹ chưa kiếm được công việc ổn định nên Hồ Văn Cường trở thành trụ cột chính về kinh tế cậu rất hiểu chuyện này nên luôn nỗ lực không ngừng. Sự kiến vào tháng 1 năm 2022, công ty sẽ cho Hồ Văn Cường tham gia biểu diễn tại một live show lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Chương trình sẽ diễn ra ở nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Dỗ tin đồn Đàm Vĩnh Hưng bị đồng nghiệp đánh nhập viện, nam ca sĩ phẫn nộ vạch trần toàn bộ sự thật. Năm 2021 đánh dấu một năm đầy những biến động với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hàng loạt ồn ào đời tư tìm đến ca sĩ, khiến anh từng có thời gian phải tạm khóa chế độ bình luận công khai trên trang cá nhân. Hết tranh cãi với bà Nguyễn Phương Hằng, nghi ngờ việc làm từ thiện, bị khui của hôn nhân bí mật với bầu sâu liên phạm. Giờ đây, Mr. Đàm còn bị tung tin thất thiệt. Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin gây hoang mang về Đàm Vĩnh Hưng. Họ đồn rằng giọng ca xin lỗi tình yêu này bị đồng nghiệp hành hung khi đi diễn tại Mỹ, phải nhập viện, thậm chí ác ý hơn là bị tông xe qua đời. Trước những thông tin thất thiệt này, Đàm Vĩnh Hưng đã vô cùng bức xúc. Vào sáng ngày 18 tháng 12, nam ca sĩ đã đích thân lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận hoàn toàn những lời đồn vô căn cứ. Kèm theo đó, Mr. Đàm cũng không quên nhắc nhở người hâm mộ cẩn thận khi tiếp nhận thông tin. Cụ thể, Đạm Vĩnh Hưng có viết, Cuộc sống và xã hội ngày càng khó lường. Nhiều kẻ thật sự bất lương, nhẫn tâm, câu view để kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Giờ tít bất chấp không sợ quả báo mà chính họ hay người thân họ sẽ nhận bởi những điều ác họ làm. Vì vậy, họ không ngần ngại theo dệt bịa chuyện, tung tin về Hưng các kiểu hết nhập viện đến bị hành hung, bị đồng nghiệp đánh, xe cán rồi chết. Sao có thể dã tâm đến mức vậy trời? Vẫn còn nhiều cách kiếm tiền mà, không cần phải làm ác như vậy đâu. Hưng vẫn khỏe và shopping phay phay, vui chơi mỗi ngày và bay sâu mỗi tuần điều đạn nhà các tình yêu. Dưới phần bình luận, nhiều fan thở phào nhẹ nhõm sau lời đính chính của Đàm Vĩnh Hưng. Mọi người cũng bức xúc thay nam ca sĩ khi năm lần bài lượt bị tung tin thất thiệt để câu view. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mr. Đàm khôn đốn vì tin giả. Trước đó khi anh sang Mỹ lưu diễn, mạng xã hội bỗng xuất hiện tin đồn anh bỏ trốn. Về sau còn thông tin nam ca sĩ bị cấm nhập cảnh vì ồn nào từ thiện. Bóc trần thu nhập thật của khoa bắp sau so phát ngôn 30 tỷ chỉ là rác, công việc chính gây ngữ ngàng. Từ lâu, khoa bắp đã là cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Với kênh YouTube có lượng subscribe khủng đạt 4,44 triệu, anh chàng chủ yếu làm về review du lịch, ẩm thực. Video của nam youtuber không chỉ thu hút người xem với nội dung độc đáo mới lạ, mà còn nổi tiếng vì sự xa hoa, hào nhoáng trong mỗi video được anh thể hiện. Để mang đến những điều thú vị cho khán giả, Khoa Bắp đã chịu khó review về những chuyến du lịch tham quan các khu vực xa hoa ở châu Mỹ, châu Âu hay những video trải nghiệm các khách sạn nổi tiếng của người giàu có. Nên không có gì sai khi nói kênh của Khoa Bắp tắt lên mùi tiền. Thậm chí mới đây trong một vụ lùm xùm đấu tố với ông trùm Kim Hoàn Johnny Đặng, Khoa Bắp còn rõng rạc tuyên bố 30 tỷ với bạn thì nó to thật, nhưng với tôi thì chỉ như rác. Vì lẽ đó mà nhiều người sẽ liên tưởng đến con số thu nhập khủng khiếp của nam youtuber kiếm được. Nhưng có lẽ trái ngược với sự xa hoa được thể hiện trong video, con số thu nhập thực tế của Pháp Bắp kiếm được sẽ khiến nhiều người dân phải ngạc nhiên. Mới đây, khi bất ngờ cho biết con số thu nhập thực tế từ kênh youtube, Khoa Bắp đã khiến cộng đồng mạng không tin nổi. Cụ thể, nam youtuber chia sẻ, nhiều người ngồi thống kê kênh mình kiếm tiền tỷ này nọ, đâu ra, các bạn để ý mấy clip mình vào toàn khách sạn, nhà hàng 5 sao thì thường những chỗ ấy hay mở nhạc Latin, Âu Mỹ piano. Những nhạc này thì YouTube đánh bản quyền rất là mạnh, tức là chỉ cần xuất hiện 3 đến 4 giây là video đó đã vướng bản quyền. Các bạn xem clip vẫn thấy hiện quảng cáo rất nhiều nhưng toàn bộ doanh thu sẽ được chuyển về nhạc sĩ, người sở hữu bản quyền của bản nhạc đó. Ngoài ra anh chàng cũng chia sẻ thêm là có những video thu hút được triệu view nhưng lại chẳng kiếm nổi một đồng dù vẫn chạy quảng cáo. Những video đó coi như là lỗ vốn. Đặc biệt là đôi khi nam youtuber phải tự bỏ tiền túi ra để làm video cho người xem. Như video mình đi mua đồng hồ Solex được hơn 5 triệu lượt xem. Các bạn bảo chắc là mình kiếm tiền từ video đó bù lại, nhưng làm gì có. Có nhiều tháng mình không có một cách nào từ YouTube, toàn bỏ tiền túi ra đi làm cho mấy bạn xem. Trước đó, theo Social Bullet, một chuyên trang chủ yếu thống kê về nguồn thu nhập của các nam YouTube trên thế giới, Thu nhập của Khoa Pop ước tính mỗi năm đạt từ 2 đến 32 tỷ đồng. Do vậy khi nam YouTuber hé lộ thu nhập của mình mới khiến dân tình không tin nổi. Nhiều người không khỏi thắc mắc nếu những video của Khoa Pop không có thu nhập, anh chàng sẽ lấy tiền từ đâu để làm những video xa hoa như vậy. Câu trả lời đã được Vương Phạm tiết lộ trong video đăng tải trên kênh của mình. Cụ thể Vương Phạm có chia sẻ: "Tôi mới quen Khoa thời gian ngắn thôi, cũng đoán già đoán non qua lời kể của Khoa." Khoa úp mở là ở Việt Nam khoa có kinh doanh đất, mua rồi bán lại. Từ xưa tới giờ khoa cũng khuyên tôi đầu tư vào tiền điện tử, khoa xài tiền căn bản lắm chứ không hoang phí. Còn tiền ảo thì khoa chờ khi nào cao giá mới bán để dưỡng già. Tôi khuyên khoa bán bớt tiền đi để hưởng thụ. Qua đó có thể thấy là nguồn thu nhập chủ yếu của khoa Pháp là từ đây. Sốc, Chí Thành vừa qua đời, quản lý tuyên bố bóc phốt một cuộc thi âm nhạc quy tiền cắt xe của anh. Sau khoảng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, Chiều ngày 18 tháng 2, gia đình cũng như nam diễn viên Trịnh Tú Trung đã thông báo chính thức Trí Thành đã qua đời ở tuổi 25. Trước đó, anh mắc bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu, Covid-19 và suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, vì gia đình khá khó khăn nên nam ca sĩ không có nhiều tiền để chạy chữa. Trước đó Chí Thành đã từng tham gia nhiều cuộc thi, như ngôi sao Phương Nam, X-Factor. Tuy quản lý của Chí Thành không nói rõ cuộc thi mà mình muốn bóc phốt là gì, nhưng thông qua 400 triệu giải thưởng thì cộng đồng mạng đã đồn đoán rằng đó là ngôi sao Phương Nam, nơi mà Chí Thành từng giành ngôi quán quân, vì chỉ có quán quân mới nhận được số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên theo như tìm hiểu, người chiến thắng ngôi sao Phương Nam chỉ nhận được có 300 triệu. Vậy cuộc thi âm nhạc mà quản lý Trí Thành nhắc tới là gì? Dù vậy thì dòng chia sẻ này đã bị xóa đi khỏi trang cá nhân của Chí Thành ngay sau đó. Và tất cả các khán giả cả trong và ngoài nước vẫn đang không thôi tò mò để tìm hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện này. Từng bị dọa tạt axit trong đám cưới, nữ CEO Đại Nam có vị trí như thế nào trong lòng ông Dũng Lò Vôi? Ngoài những ồn ào gần đây trên cõi mạng, chuyện tình của CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng và chồng đại gia Huỳnh Y Dũng luôn được cộng đồng mạng quan tâm, không bỏ sót một chi tiết nào. Bởi lẽ theo như những gì bà Trùm Đại Nam thường xuyên chia sẻ, ở thời điểm mới quen biết, cả hai đã phải trải qua vô vàn khó khăn thử thách mới có thể ở bên, đi cùng nhau 15 năm và tạo dựng nên cơ ngơi khổng lồ. Thế nhưng trước nay đó đều là những lời kể một phía từ CEO Đại Nam. Còn về phần ông Dũng lò vôi, cộng đồng mạng vẫn không thôi tò mò với ông, người vợ hiện tại là người ra sao và chuyện tình cảm của cả hai có kịch tính như drama phim ảnh thật hay không. Những thắc mắc đó mới đây đã được giải đáp thông qua một video về chuyện tình ông bà chủ Đại Nam do chính ông Dũng lò vôi kể lại. Trong video, ông Dũng cũng phần nào hé lộ con người thật cũng như những đóng góp của vợ cho cuộc đời ông lẫn cơ ngơi đại nam. Theo như ông Dũng chia sẻ, thời điểm mới gặp bà Phương Hằng là vào năm 2006 là lúc ông đang mệt mỏi nhất cả về thể xác lẫn tinh thần. Ở bà Phương Hằng, ông nhìn thấy hai đức tính tốt đẹp của cả cha mẹ ông là nhân hậu và nghĩa khí. Đó là điều khiến hai ông bà trở thành tri kỷ, người bạn, người yêu suốt cả cuộc đời. Mặt khác, bà cũng chính là bờ vai vững chắc, nguồn động lực lớn và cùng ông san sẻ sức nặng để bắt đầu quyết tâm xây dựng cho bằng được Đại Nam, giúp ích cho nhiều người hơn. Ông cũng nói thêm, vợ là người lo hết cho Đại Nam, tạo nên màu da, sắc áo và vẻ đẹp của khu du lịch 6.000 tỷ. Còn về tình yêu của hai người, Ông Dũng cũng xem vợ hiện tại như định mệnh, vì hai người có chung một ngày sinh, cách nhau đúng một con giáp. Thậm chí đại gia Dũng Lò Vôi còn lấy trừ đồng tử và tiêu sung ra, làm ví dụ để mọi người thấy ngay từ đầu, hai người đến với nhau không màng của cải, sang hèn, mà chỉ có vợ chồng nắm tay nhau vượt qua tất cả bão rông. Sau cùng, ông chia sẻ về tình yêu dài lâu của hai vợ chồng. Chúng tôi đến với nhau, may mắn chúng tôi đã yêu thương và là chỗ dựa cho nhau cả lúc vui lẫn lúc buồn. Năm 2012, chúng tôi sinh được cậu quý tử tên Huỳnh Hằng Hữu, Huỳnh là họ của tôi, Hằng là tên vợ tôi, cái tên ý muốn nói sẽ là còn mãi. Loạt sao Việt đồng loạt viết tâm thư cho nghệ sĩ Hoài Linh, có chuyện gì vậy? Sau khi xảy ra vụ ồn ào bị yêu cầu trần tình số tiền hơn 14 tỷ đồng kêu gọi cứu trợ miền Trung, nghệ sĩ Hoài Linh đã lui về ở ẩn và đóng băng tất cả các trang mạng xã hội. Trong suốt nửa năm qua, nghệ sĩ Hoài Linh lại phải chịu quá nhiều biến cố nên người hâm mộ rất lo lắng cho sức khỏe cũng như tinh thần của nam danh hài. Và cho đến ngày hôm nay, Nam Thư, Cát Phượng, Gia Bảo cùng rất nhiều nghệ sĩ Việt lại bất ngờ ôn lại kỷ niệm và đăng tâm thư gửi nghệ sĩ Hoài Linh khiến dân tỉnh vô cùng hoang mang. Có điều gì đang xảy ra chăng? Theo tìm hiểu, được biết là hóa ra hôm nay là chính là sinh nhật lần thứ 52 của nam danh hài. Mặc dù nghệ sĩ Hoài Linh không lộ diện cũng chẳng tổ chức tiệc mừng, nhưng các đàn em vẫn nhớ ngày đặc biệt của anh bốn và gửi lời chúc mừng. Không chỉ dàn sao mà khán giả cũng mong chờ nghệ sĩ Hoài Linh giữ sức khỏe và sớm trở lại showbiz. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.